Xin chào các bạn. Ở trong bài này chúng ta sẽ đi học về sự giống và khác nhau của ba cái từ work, job and career. Đầu tiên, khi mà bạn đang hứng khởi là gì? Đi trên đường, đi lang thang không biết làm gì đó, thì bạn gặp người bạn ở trên đường và bạn này hỏi bạn là gì? Ồ, mày đi đâu thế? Bạn thật sự không muốn trả lời là tôi đang là vô công rồi nhỉ, đang đi chơi. Bạn muốn tỏ ra nguy hiểm một chút và bạn nói như sau: I am going to work. Có nghĩa là tôi đang đi làm việc. Và lúc này bạn của bạn chưa dừng lại ở đây đâu, lại tiếp tục cà khịa bạn là gì? What is your job? Đó, bạn lại hỏi là gì? Thì cái nhiệm vụ cụ thể là gì? Cái công việc cụ thể là gì? Thì lúc này bạn lại bắt đầu suy nghĩ là gì? Bạn trả lời như sau: My job is checking all email. Đó, công việc của tôi là gì? Kiểm tra tất cả các email. Một công việc đầy tự hào, bởi vì bạn phải kiểm tra xem là gì, tài liệu gửi vào công ty, gửi ra công ty có tài liệu mật không. Bất kỳ ai mà gửi tài liệu mật bắt ngay lập tức. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy có một điều đặc biệt như sau. Ở đây bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta có một từ là work, cũng có nghĩa là công việc. Mà từ job, nếu không để ý, về bản chất nó cũng là công việc. Cuối cùng, khi mà bạn làm cái công việc này, bạn chán quá rồi, một ngày kia bạn đập lá thư xin nghỉ việc lên mặt của sếp, nói em xin nghỉ. Lý do là gì? Lý do là công ty kia trả lương cao hơn. Thế là bạn bắt đầu là gì? Bạn nghỉ việc, bạn đi sang một công ty mới. Thì khi bạn đến công ty mới đó thì cái việc đầu tiên mà bạn phải làm đó chính là đi phỏng vấn. Và khi bạn đi phỏng vấn thì ở bên đó một người phỏng vấn rất là dữ dằn. Hẳn nhiên là anh này mà đã nghỉ việc bên kia thì chắc chắn không phải là người tốt là gì. Thế là khi bạn đến cái chỗ đó, bạn tiếp tục là gì? Phân bua, giải bày tất cả những cái gì mà bạn đã làm. Tóm lại, cuối cùng người ta chỉ hỏi một thứ thôi, đó là gì? Let's talk about your career. Nên lúc này bạn bắt đầu là gì? Phân vân. Mình chỉ có công việc là work hoặc là job. Thế đi phỏng vấn tự dưng người ta lại hỏi là gì? Cái nghề nghiệp của bạn là gì? Thế thì lúc này chúng ta sẽ tự đặt ra một câu hỏi là gì? Lại tiếp tục có một từ career. Vậy tóm lại, cặp ba từ này đều nói về công việc. Nhưng xét về mặt bản chất, ý nghĩa của ba từ này là gì? Nó là khác nhau hoàn toàn ở trong tiếng Anh. Thứ nhất, cái từ work nó ám chỉ một công việc chung chung, chẳng hạn như là tôi đang làm việc. Vậy tóm lại là gì? I am working now. Tôi đang làm việc. Lúc này chẳng ai biết cái công việc bạn đang làm là việc gì cả. Chỉ đơn giản là gì? Bạn nói là tôi đang làm việc đó. Việc gì thì tôi không nói. Vậy thì đây chính là cách sử dụng của từ work, là để nói về những cái công việc mà chung chung, chúng ta không cần phải nói chi tiết nó là gì. Thế còn cái từ job thì nó có nghĩa là nghề nghiệp. Nói một cách khác ấy, cái từ job này nó bằng những công việc cụ thể, hoặc là những nhiệm vụ cụ thể, hoặc là một vị trí nào đó cụ thể trong công việc. Chẳng hạn như bạn có thể nói là gì? My job is checking all email. Công việc của tôi là kiểm tra tất cả các email. Hoặc là my job is book a meeting. Công việc của tôi là đọc một cuộc họp. Có nghĩa là đó là một công việc cụ thể, những nhiệm vụ và vị trí cụ thể. Thế còn trong từ career, đây là một cái từ nó tương đương với lại là sự nghiệp. Nói một cách dễ hiểu thì đây là một công việc, và cái công việc này bạn làm trong một thời gian rất là dài. Cuối cùng, để dễ hiểu hơn tất cả thì chúng ta có công thức như sau, là job mà cộng job cộng job. Đó, tất cả chỗ này thì sẽ được chúng ta gọi là career.
và kết hợp của career và job thì chúng ta sẽ được là work. Như vậy, work nó sẽ là phạm vi bao trùm ở bên ngoài. Bạn đi làm việc thì bạn phải có một cái công việc lâu dài, và cái công việc lâu dài đó lại được xây dựng từ việc là bạn làm các công việc nhỏ hơn, các vị trí nhỏ hơn, nhiệm vụ chi tiết. Vậy tóm lại, đây chính là công thức của chúng ta. Từ bên trong job, carry và đi ra là work. Vậy từ này, hy vọng rằng bạn đã hiểu được cái sự giống và khác nhau của ba từ này. Và với cái sự giống và khác nhau này thì hy vọng là gì? Bạn sẽ hiểu được chúng trong từng công việc, và bạn có thể nói được chính xác cái thứ mình muốn. Ví dụ bạn không thể nói là this is your work, đây là công việc của bạn, mà bạn phải nói là gì? This is your job, đây là công việc, nhiệm vụ của bạn, và bạn phải hoàn thành nó trong vòng ngày hôm nay. Vì thế, giữa cái từ work và từ job, nếu như bạn không nói chính xác thì có thể người nghe và sẽ không hiểu. Ok, xin cảm ơn bạn. Nếu thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh của mình để tiếp tục là gì, cùng nhau học tập những cái phần kiến thức ngữ pháp tiếp theo. Là có rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.